Hello tất cả mọi người, có kèo Dead Rally mà. Nhưng mà không phải mình Dead nha. Ông anh mình quen Dead. Đấy, trời ơi. Tới luôn các cậu ạ. Tụi này, nói chung thì cái này mình cũng qua để ở cố định đấy. Nên nói chung là kiểu khó gà kèo lắm. Hên xui các bạn. Chụp cũng hên xui, tụi này cũng hơi máu kiến tí. Nhưng mà gà kèo đi hên xui nha. Các bạn, ở lộ ngoài con 100k gì. Gà kèo thì hên xui lắm nên mọi người kiểu có khả năng gà đét này kia hoặc là chơi vivu thôi, tại vì tạm thời thì ca này cũng nó không có mạnh lắm. Rồi ok, tiếp viện mid T4. Hạt này thì mình cũng sắp lên được T5 rồi. Gần 1v2, 1v1 96. Rồi ok. Tại vì ảnh đang giả ốp á, giả ốp nên bay là nó hủy nha. Mấy này nó nhát lắm các bạn. Đét tầm gần thôi, còn tầm xa thì phải nói là chắc là bắt tướng này kia thì bữa hổm mình có đét rồi, còn đám này thì chưa, đám này thì chưa nha, FSC mình chưa đét. Rồi ok, này hiếm lắm, nãy nó rally hết lần rồi nhưng mà nó lại hủy do không đủ người. Rồi mình sẽ chuẩn bị nè, mình đếm tâm lý nó khoảng tầm bao nhiêu, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 5 giây các bạn. Thời gian đi là 5 giây nha. Rồi ok, 50 mình lính trùng lính luôn. À, trời ơi. Hay là nãy mình bảo ông anh để trần bộ, phải để trần cung là toàn rồi. Hả? Hồi nãy thì cũng đoán đoán thôi các bạn. Kiểu đoán đoán là đi gì thôi nên cứ hỏi là nên để trần bộ hay cung. Mình nói là chắc là nên anh mạnh bộ thì cứ nên để bộ đi. Đấy. Cũng hên nha. Nó đâm bộ nhưng mà đồ không cao, cái này có nghịch lính chứ cũng không nhiêu đâu các bạn, nó không có nghịch lính nó cũng không bao nhiêu đâu, đồ không cao nha. Rồi đồ đét của ông anh mình đây đấy, rồi ơi đồ tím này vàng bét nha, tăng HP cung kỵ bộ kỵ chứ. Rồi ok, bét nó không cao nha, nói chung là cây ở đây nó tầm lỏ lỏ thôi nên các bạn đét cũng tầm tạm, nhưng mà gạ thì nó hơi lâu, có thể là kêu mấy ngày đồ này kia hên xui, nói chung là hên xui. Tầm T5 không nhiều, 700 mấy. Rồi ok. Dàn tướng nè. Dàn tướng không có một tướng nạp. Đây, tướng mình nha, chuẩn cũng chuẩn hàng, tăng bộ cung. Mấy các bạn xài ưu tiên là một gạo với quỷ nước nha. Các bạn xài best dép đét á thì một gạo quỷ nước là ok nhất. Rồi còn lại thì các bạn tùy theo các bạn muốn lên gì thì lên. Rồi ok, nói chung là đét cũng khá là đẹp. Tại vì khoảng cách 5 giây thì các bạn chỉ soi đồ, soi lính được thôi, hoặc là đổi đồ được thôi. Chứ thật sự là nếu là mình cũng không có đổi được 5 giây là mình không đổi được, mình không soi kịp. Thiệt, 5 giây là khoảng cách tại trên PC thì mình, điện thoại thì mình không biết các bạn là thao tác nhanh hay các bạn làm sao. Nhưng mà nói chứ PC là mình chịu nha, thua quá. Đây, mẹ hàng. Trời ơi, nè các bạn, thiệt hại không bao nhiêu nha. Nói chung là trừ sức mạnh ít hơn bên kia rất nhiều, nên bên mình lời, với lại thánh đường cứu nữa. Hello, chào cậu, để coi coi nó có đánh nữa không. Rồi, hello tất cả mọi người nha. Ở trời ơi, đang đổi cái ạc gà kèo đấy. Nhầm, đổi ạc khiên đấy. Bây giờ mình đang kiểm tra lại bét tướng này kia các kiểu hết. Đang bị rally các bạn, mình đang xin tiếp viện với tướng. Mới nhắn Zalo xong, ông anh gọi luôn ấy. Mới rally xong. Mình đang giấu này. Đây, giấu hết T1 nha. Rồi kiểm tra tẩy điểm nè, tướng ở ngoài này kia, xin tiếp viện. Mình có xin tướng rồi. Rồi ok. Đó, ông mới mới xin tướng xong bên Zalo. Hơi rén. Này có cham, nói chung là sao nhà cũng cao thanh niên này. Ni hào, ni ao 158 sao nhà nha mình. Rồi mình sẽ đổi qua hạt phụ, hai hạt keo mà nó đánh hạt cao. Tại hạt này mình mặc đồ đét sẵn ấy. Dạ, mình đang giả ốp nha, nên giả bộ mình đang on hạt này thôi, không chính chủ lắm. Nên mình phải khiêng hạt nhỏ để cho nó đứng tiếp viện. Nãy mình tính là nó đang hạt nhỏ thôi, nên mình phải tiếp viện sớm, để tí là mình không cần phải tiếp viện nữa. Nhưng mà ai ngờ nó đang hạt lớn. Hạt lớn mình để đồ xăng, mình quên chứ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp viện luôn. Do ban nói chung là ban thì không phải là ban chiến nên việc là cũng tầm nhẹ nhẹ thôi mọi người, nên ít ai chịu tiếp viện lắm, nên các bạn phải tự khả năng là get được thì hãy qua hãy chơi, nói chung là cũng tạm tạm thôi, không phải là ok lắm. Rồi sắp tới rồi các bạn,
Nãy giờ ngồi chờ nó đi, nó lâu quá, nó đi hơi xa nha, mà nó không tăng tốc nữa chứ. Ok, các bạn có thể là soi giùm mình coi nó đi rally khoảng bao nhiêu giây nha. Tí mình cũng sẽ soi lại, nhưng mà chắc là sẽ cắt clip ra để ngồi hóng lại trước. Ôi trời má ơi, nó vẫn rung lâu lâu lâu, nói chung là đét hoài nhưng mà vẫn rung. Dạo này đét cũng thường xuyên lắm nhưng mà vẫn rung, tâm lý nó vẫn không vững lắm các bạn. Sợ ba quá các à. Mình chưa đổi đồ nha, mình đợi gần gần tới rồi mình đổi luôn. Hai còn hai đạo, còn hai đạo nữa là xong rồi. Giờ mình sẽ đợi hai đạo đó gần tới rồi mình đổi đồ. Thời gian thì nó hết rồi, trả một đạo rồi. Phải xít đậu xanh á, rồi cho rồi lộn ạt luôn ơi, má ơi kẹp nha mọi người, đổi đồ kịp. Hé trời hắt căng vậy má, hú hồn hú vía à. Ồ bà năm ăn xài đứng tìm luôn, mất dạy. Ni hào ni ào ni ào tấn công đây, bắt thủ lĩnh nha, thiệt hại hơi nhiều rồi, nghịch lính này kỵ nha mọi người, nó đâm kỵ, nó đâm kỵ cậu à, chết tớ rồi, đi hơi xa luôn, ác thiệt chứ. Mình tính nó trả hai đạo về nhá, nó trả hai đạo về luôn ấy đây. Trời ơi ngay cái lúc đó ác thiệt chứ, đây bệnh xá luôn, tí chữa cho nó đấm nữa không, bắt tứ rồi. Đây là cây, hiện tại là cây vip nhất của nó, còn cây 112 sao hôm mình đét kia ba rally ấy thì nó lại nó đi xa rồi, nó đi chi chú rồi. Rồi nha, đây thì đồ đây các bạn, đồ kỵ đây cũng khá là ok đấy, sao nhà 158 nè, tướng nạp các kiểu. Rồi cổ vật cũng khá thấp, 13 băng phước. Đây mình để giảm 40% HP kỵ. Nói chung là pet nào mình vẫn cũng xài được hết, cũng hên là thanh niên này không mạnh. Đây lính mình cho các bạn show cho các bạn xem luôn. Đừng đấm mình nha, chắc thiên thời gian. Đây mình chết 1M170, 1M170 đây 900 mấy nữa. 2M2. Hơn 2M2, có đổi đồ không? Có chứ. Đây là để tí mình soi lại, đây là mình chết 2M1, 2M183 nha. Ở đây 1M3 41 có đổi đồ, mình vẫn đổi kịp nha, đổi đạo nó mới tới. Vậy là 1M3 với 400, 1M7, 1M7 30, 1M7 30 ba mấy. Vậy là chết khoảng tầm 500, 450, 450 mà. Nếu mình tính toán đúng thì nó tầm 450, nhưng mà tay máy thì mình không biết, chắc là sẽ có T2 hơi đau nha. Thật cái này thì gần quá, mình không ít khi nào mình đích gần lắm các bạn, nên cái này cũng hơi chịu nha, đó không được, đổi trận không kịp mà nó làm mình hú hồn ấy chứ. Rồi các bạn nó chuột tướng rồi, mình để chuột một B vàng nha, chứ dạo này game khan hiếm, nó không chuột, lấy một B vàng thì mình cũng soi lại cái chiến báo rồi. Mới tắt ra soi lại luôn, nó bắn cho mình hai con quả linh. Đây, nó thả đạo về nha mọi người. Ơi trời, đó, T5 không nhiều. Thời gian đi của rally là 5 giây, mình cũng soi lại rồi, mới soi xong luôn. Rồi nó đợi đáng thời gian chờ nó chuột tướng mình mới soi. Nói thật là trong vòng 5 giây mà mình soi được lính, mình cũng không đổi kịp đồ đâu, phải ít khoảng tầm 6 7 giây trở lên thì mình mới đổi được, còn đổi trận ấy. Còn cái này tầm soi lính mà 5 giây là mình không không đổi được trận đâu, nên thua, kỹ năng mình nó hơi chậm nha. Thao tác trên PC thì mình không nhanh lắm. Rồi thôi thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Cho các bạn xem video vui vẻ, mình cũng thấy vui vui rồi đó.